em tên là Huy nhưng mà nick của em là Huawei. Đây thì mấy em tuổi? Cũng là một writer thuộc 17 18 tuổi không biết nhưng cũng cần kỳ chừng vậy. Bây giờ cho mọi người thấy trước cái tên của mình là cái tên thằng đó, nhắc tới là phải biết nó. Ai cũng biết Huawei vừa tung video clip tại sao Huawei nghỉ rap. Em, một cô gái không đam mê rap hay loại hình nào của hip hop, nhưng rất may khi có cơ hội tiếp cận vào thế giới ấy. Em đã từng đi cùng Huawei một chặng đường tuy không quá dài, từ Sài Gòn ơi, bay thật xa hay lão đại tới xuyên Việt vừa qua. Em biết được tâm sự, câu chuyện của những nghệ sĩ đam mê hip hop. Em thật sự bất ngờ. Trong mắt em từng có cách nhìn như những con người bình thường khác, hip hop là thứ gì đó thô bạo, xấu xí và quá đời thường. Nhưng không, em đã sai. Em xin lỗi vì cái nhìn thiển cận ấy của mình. Em đã thật sự xúc động khi thấy những người con hip hop mạnh mẽ ấy phải gục ngã, phải làm những việc mà họ không hề thích để nuôi đam mê, phải bỏ tài chính cá nhân của mình để tổ chức sân chơi cho cộng đồng. Họ mừng rỡ đến phát cuồng khi gặp được anh em cùng đam mê hip hop. Họ ngồi hàng giờ để chia sẻ khó khăn của cộng đồng hip hop underground ngày nay. Gần đây nhất có hai sự kiện khiến em phải hành động: về anh bạn hip hop dancer ở Bạc Liêu, vừa chạy xe tải kiếm tiền và dùng tiền của mình để nuôi đam mê cho cộng đồng hip hop nơi quê nhà, tổ chức giải đấu, tổ chức live show cho anh em cùng chơi. Thế mà đêm hôm ấy chưa tới 70 người đến, và dĩ nhiên là doanh thu lỗ nặng, địa điểm thuê không hỗ trợ, bắt anh ấy phải chịu hết. Câu chuyện thứ hai là về người anh, người bạn mà em luôn song hành, Huawei. Em biết anh ấy đam mê nghệ thuật hip hop như thế nào. Yeah, anh ta có thể chết vì nó, anh ấy luôn đấu tranh cho nó không ngừng. Anh ta còn ấp ủ một show nhạc rap kết hợp nghệ thuật siêu thực. Anh ấy hớn hở khi loan tin với tất cả mọi người về dự án này. Anh ta còn đi xuyên Việt để gặp tất cả anh em của mình và chia sẻ về buổi biểu diễn dự kiến ấy. Ai cũng thấy một sự cố gắng mãnh liệt và mong chờ live show xuất hiện với một Huawei bùng cháy. Nhưng những ngày qua, cộng đồng hip hop trỗi dậy khi xem video ấy. Họ chia sẻ đến mức chóng mặt, hơn 1 triệu lượt truy cập trong một đêm. Thế đấy, nhưng mấy ai thật sự hiểu Huawei đang truyền tải thông điệp gì? Họ chỉ nhớ đúng một điều, Huawei nghỉ rap. Em cũng là ekip hỗ trợ show siêu thực của Huawei. Em đã hứa sẽ giúp ai? Em chắc chắn sẽ giúp hết mình, nhất là giúp một người anh, một người bạn tài năng của mình. Điều đó chẳng có gì phải bàn cãi. Với ý tưởng show mà Huawei từng chia sẻ, nó bắt nguồn từ những câu chuyện người xem thiếu ý thức và không tôn trọng những gì một người nghệ sĩ underground đang làm. Từ một rapper, producer, world writer hay một dancer, cho đến những người biểu diễn đường phố. Và Huawei quyết định đặt tên dự án của mình là Live, sự sống lại, với mong muốn đưa những em bé biểu diễn đường phố cùng mình đứng trên một sân khấu lớn, cùng tạo ra một buổi chơi nhạc rap mang đậm tính nghệ thuật, đưa người xem vào một thế giới thực ảo đến siêu thực. Anh ấy muốn xã hội Việt Nam công nhận và tôn trọng con đường của underground. Đó là một cộng đồng đoàn kết, lớn mạnh và đầy bản sắc. Huawei từng được rất nhiều báo chí nước ngoài phỏng vấn như Vice, BBC, Asian Fly Magazine, Revolt TV, Los Angeles News, và hầu như trong số họ đều có suy nghĩ hip hop Việt rất là nhỏ bé và yếu kém. Thông qua Live, anh ấy muốn các nước bạn phải công nhận hip hop Việt là một cộng đồng đáng để quan tâm và săn đón. Năm 2016 sẽ là năm của hip hop Việt bùng cháy. Để Live ra mắt, Huawei cần sự chia sẻ lớn từ cộng đồng, cần mọi người tham gia và tất nhiên cần chi phí sản xuất. Anh ta đã bỏ 20.000 đô tiền tiết kiệm từ những năm làm việc cực lực có được để sản xuất chương trình này. Thay vì mua mảnh đất nhỏ, mua chiếc xe hay chơi bời cho thỏa thích, anh ấy lại dành hết cho Live. Nhưng em nói thật, với sự đầu tư chuyên nghiệp về ekip sản xuất, ý tưởng, địa điểm, chương trình Live này thì con số Huawei đưa ra quá ít. Em sợ các bạn không tin, chứ chi phí để chi trả cho đủ toàn bộ chiến dịch lên tận 90.000 đô rất khó để một rapper underground có được. Mọi người hãy cứ thử nghĩ, các ca sĩ có thể khoe mẽ trên báo về việc người này có tủ đồ hàng tỷ, người kia sở hữu đôi giày triệu đô, hay ai đó vừa tạo chiếc siêu xe mới cấu với số lượng có hạn. Vậy Huawei dành hết biết bao công sức, thời gian, tiền bạc, phải đối mặt với biết bao khó khăn đang chờ phía trước để cùng ekip, những người chấp nhận giúp anh ấy không chút mưu lợi, để tổ chức một buổi biểu diễn đặc biệt nhất. Thế mà cộng đồng không ủng hộ, không tham gia show diễn, không tôn trọng công sức của nghệ sĩ, quả thật là điều tồi tệ đối với anh ấy. Chiến dịch gây quỹ từ cộng đồng với sứ mệnh một đô cho Live. Với bạn, một đô chỉ bằng 22.000 tiền mua một gói thuốc lá. Với chúng tôi, đó là buổi trình diễn tuyệt vời. Chúng ta hãy cùng nhau góp một ít sức của mình để giúp Huawei, giúp anh ấy có sức mạnh để đứng lên, bước tới và thực hiện fly tốt nhất. Hãy cho mọi người thấy cộng đồng underground là một thế lực ngầm có tiếng nói, luôn tồn tại, luôn vững mạnh và hết mình như tinh thần của hip hop. Cuối cùng, sự kiện này sẽ đưa cộng đồng underground gắn kết hơn và từng người trong số chúng ta sẽ ý thức hơn với nghệ thuật đường phố, tôn trọng những con người can đảm luôn sống chết vì đam mê này. Mọi người sẽ học được cách trả phí để thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật đúng nghĩa, để nghệ sĩ của chúng ta được sống thực sự.
Em 100% tin vào Huawei. Em tin anh ấy là người được chọn, người kết nối tốt nhất, truyền lửa mạnh nhất cho sứ mệnh này. Hãy cùng nhau ủng hộ một đô cho Life.